Em Thùy xin kính chào toàn thể các bác yêu lan ạ. Hôm nay thì em tiếp tục lên chia sẻ các bác nhà mình một số các cái dòng hàng mà em đang có tại vườn các bác ạ. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Số điện thoại này em đã kết nối Zalo và có ghi mở trên màn hình rồi các bác nhé. Để không làm mất nhiều thời gian thì em sẽ đi vào chi tiết bán hàng luôn các bác ạ. Đây, tranh thủ quay video không là trời mưa mất các bác ạ. Cứ chuẩn bị quay video thì trời nó lại tối đen rồi nó lại mưa mất. Đây, em sẽ đi vào cái mã số 1 các bác nhé. Của em là một cái chậu bạch tuyết rất là đẹp như thế này ạ. Chậu này thì hiện tại là cây đang có hai thân tắt ngọn rồi. Đây ạ, một thân này và hai thân. Thì thường thường tắt ngọn thì thân của nó sẽ rất là béo các bác nhé. Và bên này thì thân này nó chưa tắt nên là nó đang còn đi ngọn được một thời gian nữa các bác ạ. Tổng cả là 3 thân bạch tuyết số 1 cho nên em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 180.000 cho mã số 1 thôi ạ. Rất là dài. Để các bác có thể là những cái cây to khỏe, bộ mầm gốc khỏe đẹp như thế này thì các bác có thể là làm hoa Tết ngắm ok các bác nhé. Mã số 1 ạ. Tiếp theo là mã số 2. Em có cái chậu hồng Lâm Hải rất là đẹp ạ. Hồng Lâm Hải thì được cái là thân thủ của nó, lá của nó rất là gân, đẹp. Các bác nhìn lướt qua gân của nó như kiểu là lá mít văn sơn bà cụ vậy các bác ạ. Lá gân đẹp các bác nhé và cực kỳ là dày luôn ạ. Và cái mặt hoa của nó thì rất là ok. Và tỷ lệ ra hoa của nó là dễ hoa các bác nhé. Mã số 2 Hồng Lâm Hải ạ. Chỗ này là 200.000 luôn cho mã số 2 ạ. Hồng Lâm Hải ạ. Tiếp theo thì bên này em có được là hai chậu Hồng Yên Thủy ạ. Hồng Yên Thủy thì cái vườn của nhà bác này chăm gọi là tự nhiên. Nhưng mà cây của nó phát triển rất là đạt. Các bác thường thường thấy là cái hồng yên thủy thân của nó sẽ rất là bé và dài. Nó cứ kiểu như nó cứ mảnh mảnh ấy các bác ạ. Nhưng mà cái vườn này thì chăm thân rất là mập các bác nhá. Chăm thân mập lắm ạ. Và khi mà nó ra hoa thì thân của nó không có bị teo tóp một tí nào cả. Ở như trên video các bác thấy này toàn là những cái cuống hoa cũ thôi. Thường thường thì nó sẽ rất là ít ra kỳ. Cái dòng này thì các bác không cần phải cắt nước, không cần phải làm cái gì cả. Thì tự dưng nó vẫn cứ ra hoa bình thường thôi các bác ạ. Nó là cái dòng dễ ra hoa nhất của các loại hồng các bác ạ. Hồng Yên Thủy nhá. Hai chậu combo dài to đẹp như thế này em chia sẻ các bác nhà mình là 350.000 thôi ạ. 350.000 cho hai chậu mã số 3 Hồng Yên Thủy ạ. Bông của nó khi mà ra ấy các bác, nó kiểu như là hoa chùm chùm luôn đấy các bác ạ. Nó hai ba bông một chùm luôn á. Và cái tỷ lệ ra hoa của nó rất là nhiều. Ví dụ như là cái thân hoa của mình dài 1 mét thì cái hoa nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng là 60 phân hoa rồi. Nó ra hoa nhiều lắm ạ. 350 cho mã số 3. Tiếp theo là mã số 4. Ở chỗ này em có một cái chậu cửu long cao phong rất là to dài. Cái chậu này là em treo ở vườn dưới nên là quên mất không có để ý các bác ạ. Nếu mà để ý thì kiểu như là em vuốt nó lên cho nó thành một cái thế đứng thì nó sẽ rất là đẹp các bác ạ. Còn em để dài thoảng loằng như thế này thì trông nó khá là lùn. Cái con này thì hiện tại là thân của nó dài tầm khoảng là 20 này, 40, 60, 80, 1m, 1m2 rồi đấy các bác. Thân dài 1m2 rồi và thân to cực kỳ luôn. Đấy, chậu cửu long cao phong các bác nhá. Mã này là mã số 4 ạ. Để em chia sẻ các bác nhà mình là 350.000 ạ. 350. Cửu long cao phong như kiểu là năm ngoái em bán ấy thì nó rơi vào tầm khoảng là 1m 1m4 đến 1m6. Có cây đơn qua người em là 1m6 cơ các bác ạ. Và hiện tại là ba cái ngọn này đều đang đi rất là ok. Hiện tại cây bây giờ đang dài 1m1 đến 1m2 rồi. Thì con này em nghĩ là nó phải rơi vào tầm khoảng 1m4 đến 1m5 thì nó mới thắt ngọn được các bác ạ. Còn nếu mà giả sử bác nào mà mua thì về đến tay các bác nhà mình, các bác chăm sóc thì có thể là nó được hợp khí hậu, hoặc là nó các bác chăm tốt để ý cây thì nó sẽ tầm khoảng là 1m6, 1m7 cũng có các bác nhé. Riêng cái dòng cửu long này và hoa của nó cũng rất là đẹp luôn các bác ạ. Tiếp theo là mã số 5 ạ. Mã số 5 bên này em có một cái chậu trầm. Trầm này nó là hàng gọi là hàng trầm cổ thụ luôn rồi. Đây em để cái đây quay rõ nha các bác nhé. Đây cứ phải gọi là trầm cổ thụ luôn rồi các bác nhé. Trầm rừng chuẩn xịn sò luôn cho em ạ. Cây này thì em sẽ để cái hình hoa ở trên để các bác nhà mình có thể là nhìn ngắm cái bông của nó ra. Nó vừa mới nở năm ngoái. Cái con trầm này thì nó đang lên thêm được một số cái mầm gốc của con nữa các bác này. Được một cái, lên được hai cái mầm gốc con nữa các bác nhá. Cái chậu này phải gọi là trồng cụ quỵ phải đến 4-5 năm chờ rồi các bác ạ. Đây ạ, hiện tại bây giờ là có 5 thân hoa rất là dài. Đây các bác nhá, lá to đẹp ạ, trầm ạ.
chậu trầm số 5 em chia sẻ các bác nhà mình là 450.000 ạ. 450.000 cho chậu trầm số 5. Tiếp theo là mã số 6, ở bên này em có một cái chậu Mít Văn Sơn bà cụ. Con này thì em cũng không chăm đâu các bác ạ, nhưng mà chuẩn Mít Văn Sơn bà cụ để các bác nhà mình mua về làm giống nhá. Mầm gốc của em năm nay là mầm gốc năm thứ 2. Chính vì vậy là khi mà các bác mầm mua cái mầm gốc này thì năm sau các bác nhà mình cây nó sẽ khỏe và lực hơn và nó sẽ sống tốt hơn các bác nhá. Mã số 6 ạ, chỗ này em chia sẻ là 150.000 thôi ạ cho mã số 6. Mít Văn Sơn bà cụ ạ, 150. Mã số 7 ạ, đây là chậu Nữ Hoàng 28. Nữ Hoàng 28 của em đây các bác nhá, một trong những cái dòng hoa cũng rất là ok. Đã gọi là nữ hoàng thì không phải bàn cãi nhiều nữa các bác ạ. Nữ Hoàng 28, 3 thân hoa và được tầm đâu đấy khoảng chục cái ki các bác ạ. 250 cho mã số 7, Nữ Hoàng 28. Đấy. Cái dòng này lá xếp lắm các bác ạ. Lá xếp và đốt ngắn. Tiếp theo là mã số 8 ạ. Mã số 8 đây là ám lá nhựa định quả các bác nhé. Ám lá nhựa định quả, cái con này thì thân lá của nó đẹp lắm ạ. Thân lá đẹp. Chỗ này em chia sẻ các bác nhà mình là 250.000 thôi ạ cho mã số 8, ám lá nhựa định quả 250 ạ cho mã số 8. Con này chăm lên thì nó như kiểu su các bác. Mã số 9 ạ, bên này em có là được chậu á hậu rất là to. Đây ạ, á hậu thì em mua cùng với cái lô hồng yên thủy thì các bác ạ, nên là các bác nhìn cái kiểu trồng và cái cách cây của nó cũng giống nhau cả đúng không ạ? Đây, thân đang còn rất là dài thì cái loại này thì nó không đi được bao nhiêu đâu các bác ạ. Nó chỉ đi được tầm khoảng đâu đấy là 15-20 phân nữa thôi là nó sẽ đứng ngọn nhá. Như này thì nó cũng ok, thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 1m1 đến 1m2 rồi thì nó mới đứng ngọn, thì là quá tuyệt vời luôn rồi các bác ạ. Cây to khỏe các bác ạ. Cái chậu số 9 em chia sẻ các bác nhà mình là 350 thôi ạ. 350, á hậu, chậu gỗ các bác, chậu sành các bác nhé, 350. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là trồng ở chậu gỗ các bác ạ. Gỗ này đang là rất là ok đấy các bác. Cũng là một cái chậu nó rất là to. Con này thì năm sau là cũng phải 6 mầm gốc các bác ạ. Á hậu cả nhà mình nhá, 350 luôn ạ cho mã số 10. Hồng á hậu ạ. Bông quá là ok luôn đấy các bác, bông đẹp lắm ạ. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Bên này em có một cái chậu hồng yên thủy, nhưng mà cái bác chủ vườn ấy, bác ấy bảo là năm nào nó cũng thế, năm nào nó cũng lên tầm khoảng như thế này thì nó bắt đầu nó kẻ sọc rất là đẹp. Nó kẻ như nó kiểu là kẻ cây, không phải là những cái dòng cây thiếu chất đâu. Các bác nhìn qua lá là các bác biết là không phải là dòng cây thiếu chất đâu, nó kẻ kiểu gì ấy. Nhìn ở ngoài nó sẽ rất là đẹp các bác nhé. Không biết là quay video trên này các bác không có nhìn thấy nó rõ, nhưng mà nhìn ở ngoài nó đẹp lắm ạ. Cái chậu này thì các bác nào mà siêu tầm thì em để các bác là đây, cây to béo nhá. Em chia sẻ cái chậu này hồng yên thủy mã số 11 với giá là 180.000 đi ạ. 180.000 hồng yên thủy ạ. Nó kiểu là hoa vừa dễ ra hoa mà nó lại còn lá còn đẹp nữa các bác ạ. Mã số 12 là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ rất là đẹp. Cây thì sáng sủa và cái đường gân lên rất là ok nhá. Mã số 12 ạ. Chậu này là 380.000 thôi ạ cho mã số 12. 380 rất là to các bác ạ. Số 12, 380. Số 13 bên này em có hai chậu năm cánh trắng Phú Thọ thân dài lắm. Mà cái cây này, cái thép của nó yếu các bác nên là nó quặp về đây này. Cây dài lắm, cây này phải được đến gần cả mét rồi các bác ạ. Đây ngọn đang đi nhá. Ngọn này đi còn lâu mới thắt các bác ạ. Đó gồm có hai cây như thế này. Mã số 13. Hai chậu đẹp lắm, hai chậu độ mà có người cầm video thì nó sẽ rất là ok. Mã số 12 của em đây. 12 hay 13 nhỉ? Nhưng mà chung quy là cứ combo hai chậu như thế này em chia sẻ là 250 thôi ạ. 250.000. Hai cây này chưa thắt ngọn đâu các bác, đang còn đi rất là đẹp các bác nhá. Đó, combo hai chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Ngoài những cái chậu to tác phẩm ra thì bên này em vẫn còn một số những cái hàng mặt hoa đẹp để các bác nhà mình có thể là siêu tầm các bác ạ, như Bảo Duy, Người Đẹp Không Tên, Người Đẹp Bình Dương các bác nhá. Thì cái loại này thì giá của nó cũng sẽ rất là vừa phải để các bác nhà mình siêu tầm làm giống. Như kiểu là Bảo Duy nhá, những cái con size bé như thế này thì sẽ có giá là 300.000 thôi ạ. Bảo Duy. Đấy, đây là Bảo Duy nha các bác nhá. Chia sẻ là 300.000 ạ. Và những cái chậu to hơn như thế này thì em chia sẻ là 400.000 thôi các bác ạ. Hàng gọi là bảo hành hoa cho các bác nhà mình nhá, nên là khi mà mua thì các bác cứ yên tâm. Đấy, con này là như con to này là 400.000. Đấy, con này 400.000 này. Rồi là Người Đẹp Không Tên.
Người đẹp không tên thì kỳ to đẹp như thế này thì em chia sẻ có 250 thôi các bác ạ. Người đẹp không tên nhá, 250. Còn bên này thì em còn được một kỳ người đẹp Bình Dương cũng là 250 luôn này. Người đẹp Bình Dương, hàng chung quy là hàng đều là vườn tự làm cả nên là cây nó sẽ rất là đẹp và giá thể sạch sẽ, các bác yên tâm là chuẩn hoa, chuẩn giống và chuẩn nguồn, các bác yên tâm nhá. Đấy. Hôm nay thì phiên ngày hôm nay thì em lên được một ít các cái mã hàng ở trên video, rất là mong các bác ủng hộ ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của ngày hôm nay ạ.